Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Túc Crypto. Kính thưa mọi người, thì đến video này thì em xin update lại anh em mọi người hai cái dự án cách đây cũng khá là gọi là lâu đấy, mình cứ cho là rơi tầm 1 tháng đến gần 2 tháng để mình có chia sẻ anh em hai dự án. Thứ nhất là con Param này nha anh em nha, token Param đấy. Thì con này thì mình cập nhật này. Tức là ngày 29 tháng 5, được chưa? 8 giờ sáng giờ UTC. Đấy, người mà những cái người nào mà anh em nào ấy mà tham gia quả kèo này, mình có video hướng dẫn anh em rồi, tham gia quả kèo Baram nha anh em nha. Baram ngày 29 tháng 5, 8 giờ sáng giờ UTC. Điều kiện để nhận airdrop ấy, anh em cần tối thiểu là được là 17.500 boy trở lên, được chưa? Ấy thì nhiệm vụ này, hiện nhiệm vụ con Baram này thì hiện tại mình không biết, không rõ là còn đăng ký được không, nhưng mà cái nhiệm vụ stake ấy là còn, được chưa? Đây cái nhiệm vụ stake thì nếu người đã tham gia này, đã theo mình quả kèo Baram này, thì anh em có thể là vào cái tài khoản bữa anh em tham gia ấy, thì anh em vào làm, cố làm stake đi. Ví dụ như mình đang là Baram đây đúng không ạ? Đấy, cái điểm này kích vào phần góc phải màn hình cho mình. Thì cái điểm của anh em nằm đây này, ví dụ như mình được là 19.400 điểm đây, để chợ làm nhiệm vụ stack này đơn giản mà em kích cái phần earth boy cho mình này. Hiện tại là mình có nhiều, hiện tại là đây anh em có thể thấy đây ấy, over hiện tại thì cứ một cái stack là chúng ta sẽ nhận được là 250 boy, và mỗi sở tách nhiệm kêu chúng ta xin nhận cái điểm boy nó khác nhau nha anh em nha. Sorry anh em là như thế. Và hiện tại là nó tới sở tách thứ mấy rồi nhỉ? Thứ 2, 16, 27. Ui, hiện tại là nó đã tới sở tách thứ 34, 35. Ui rồi, còn 38 sở tách nữa nha. Ví dụ như mình làm demo cho anh em nha. Mình cũng có video hướng dẫn anh em rất cụ thể rồi, nhưng mà gọi mình làm demo cho anh em để anh em biết lối anh em làm thôi, mà cày cái sở tách của nó kiếm boy này. Đấy, như theo cái dự án, thông tin dự án thì nó báo là được 10 phải 17.500 boy trở lên. Đấy, thì con Baram này hiện tại thì ở trên chuẩn bị là ở trên, gọi nói chung là nó lít sàn, chuẩn bị lít sàn bí biết cái thứ đấy, được chưa? Mình có cập nhật cho anh em mà. Đây. Thì nó chưa lít nha anh em nha. Đấy. Thì quả kèo này thì đây như anh em có thể thấy này. Quả kèo này thì chúng ta sẽ kích vào này. Đấy, kích vào này xong chúng ta sẽ kích vào phần XC Q, được chưa? Kích X này. Rồi sau đó thì anh em lại kích vào phần tab này, được chưa? Kích vào phần param này. À, thì nó hiện giao diện như vậy đúng không ạ? Kích phần con lick này, right cho mình này. Đấy, đương nhiên thì chúng ta đã cộng thêm là 300 boy, cứ như vậy. Cứ các nhiệm vụ stack thì chúng ta làm nha. Ok. Mình update con Baram này là xong nhá anh em nha. Anh em cố gắng vào làm với mình Baram nha. Vì nó chuẩn bị phát boy quy đổi cho anh em rồi. Mà cái đồng Baram này là sắp được list trên Bybit rồi. Chợ Bybit. Ok. Tiếp sau đó là quả kèo Abinom. Quả kèo này thì đến ngày 29 thì nó ra token, và nó sẽ là quy đổi sang token, sang cái token LCTR cho mọi người. Đối với anh em theo mình quả kèo, được chưa? Abinon LCTR cách đây đâu đó cũng khá lâu rồi, mình cũng có video hướng dẫn anh em mà. Chúng ta sẽ nhận thưởng cái thứ đấy. Thì kèo kèo LCTR này thì bữa ấy thì nó huy động được 4,4 triệu đô từ Baccarat, được chưa? Đấy thì ai mà chưa xem video mình hướng dẫn ấy, thì có thể là xem cái vừa đường link dưới phần mô tả để anh em xem nha. Thì có một thông báo thì anh em sẽ vào đây, anh em làm tất cái nhiệm vụ hôm nhiệm vụ cái con kèo này này mà anh em đã làm ấy, được chưa? Anh em kéo hết xuống cho mình. Đấy, ví dụ như là mình kích vào này, ví dụ như kéo hết xuống phần cuối. Anh em thì em kích phần ô vuông thì mình, tôi đã đọc điều khoản này, nó nói là đọc về điều khoản và kích vào để gọi submit đấy, để chấp nhận cái điều khoản để nó phân phối cái token LCTR cho mọi người này. Ví dụ nha, mình kích vào này, chuyển sang quy của sư nha. Rồi anh em có thể thấy không ạ? Rồi kích vào phần thì khi chúng ta kết nối với địa chỉ ví mà
Mọi người đã đăng ký trước đó của kèo đó thì nó hiện ra cái giao diện như vậy, em kích ở phần là tích cho mình này. Đây, như nó đã nói đây, giai đoạn 1 LCTR Arop đã kết thúc, được chưa? Tức là anh em không còn đăng ký gì nữa, được chưa? Chúng ta sẽ kéo tới xem các chi tiết của nó, hoặc chúng ta quan trọng nhất là chúng ta kích vào phần bảng điều khiển Arop LCTR nhá, kích vào. Rồi, khi kích vào thì nó hiện giao diện như trên này, được chưa? Và nó hiện các số, các thông tin để các thông tin chúng ta kiếm được ấy. Đây, như của mình là kiếm được 20 cái đồng LCTR này. Đó. Đấy thì chúng ta sẽ nhiệm vụ được gửi xem xét, chúng ta sẽ cái địa chỉ ví của anh em nó nằm ở đây, đúng chưa? Anh em theo dõi xem đúng không ạ? Và chúng ta kéo xuống này, kích vào phần là tôi đồng ý chính sách riêng tư của Arop, kích vào. Đương nhiên của mình kích rồi, đúng là mình đang đang làm demo, em kích vào, sau đó kích phần lộp cho mình là ok, đúng không ạ? Là ok. Rồi, ở cái video này mình gửi tới cập nhật anh em hai quả kèo đến từ dự án. Thứ nhất là con 35, được chưa? Huy động được 4,4 triệu đô. Kèo thì anh em vào làm stack thì đến stack của nó đi. Nó cứ ra stack nào thì anh em làm đi. Và một quả kèo chúng ta kiếm cái LCTR đã kết thúc và chúng ta sẽ vào chúng ta xác nhận thôi, được chưa? Xác nhận để chúng ta nó phân phối Arop cho anh em, được chưa? Mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo nha.